Chào các bác, hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các bác là cái mô hình mình úm sinh sản, nuôi và cho lên lồng của những chú chim. Thì các bạn có thể thấy là những cái mẫu lồng này thì mình lấy hàng trăm cái một và mình cho mỗi con một cái rồi chuyển cho các bạn đi đường dài. Nó là cái mẫu lồng yểm thôi, nhưng mà mình thấy nó rất là tiện, bền bỉ, có khay hứng phân, có thay dễ thay ăn, thay uống, dễ vệ sinh. Đó. Thì các bác đấy là đây là tôi sẽ giới thiệu qua. Đây là những tông là chim mơ đầu. Đây là một đôi bánh tè. Đây là một đôi đó. Đây là những chú chim của chúng ta và đều được gắn mã số trên đây. Đó. T1. Đó. T1 thì theo cái quy ước của mình nó là giống chim khổng lồ và sáng chim. Tông là tông chim nó là phấn hồng, chân đỏ. Thì tại sao là như vậy? Bởi vì các bạn thấy là đây này, rất là tiện đúng không ạ? Và cái cửa đằng trước của nó, đây tôi xoay ra đây một chút, cửa của nó rất là tiện này, nhấc lên này, đấy không bao giờ quên cửa lồng và khay vệ sinh rất là tiện. Đấy. Các bạn thấy phân là rất là vón đúng không? Phân rất là vón. Mà cái này nó lan nó mau này là không sợ chuột. Đó. Và đây là những em này là những em tầm khoảng đây, nghỉ đây. Có quý ước hết. Những con này là con thường là những con trống. Đó. Thì đây. Đấy. Đều có những cái quý ước hết. Đây là những chú chim của chúng ta. Rất là thuần. Mình sẽ đứng ra đây một chút để cho nó có cái hướng. Đây. Khá là nhiều đúng không ạ? Đó. Rồi đó. Đây là đều là những cái mã số hết, có mã số hết. Mã số hết. Em này thì hơi đau mắt một tí, mình đang bôi thuốc rồi. Đó. Đó. Chim rất là thuần đúng không ạ? Như là một quân đội. Đó. Mã số hết. Trên đầu này đều có những cái quy định. Thì mình muốn các bạn muốn mua những chú chim theo kiểu như thế nào thì các bạn nên gọi Zalo cho mình. Mình sẽ gửi gọi video và để nhìn thấy trực tiếp. Sau đó các bạn chụp màn hình lại thì các bạn có thể là nhận được. Con này là huỳnh cườm này. Đấy, có cái độ phớt phớt óng ánh vàng vàng. Đấy, chim này rất là khôn. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Ở cái phần lưng của nó đấy. Đó, rất là đẹp.
Bình cường ạ. Con này cũng vậy thôi. Đây nó như là một cái chợ chim online các bạn. Các bạn có thể vào cái kênh chim cu gáy hay của mình, hoặc là website chimcugayhay.com, hoặc là chim cu gáy Ba Vì Hà Nội trên cái style Google. Facebook cũng là chim cu gáy hay. Tóm lại là cái cụm từ chim cu gáy hay là do cái thương hiệu mà mình đặt ra từ xưa đến giờ. Thì các bạn có thể biết đến Thao. Số điện thoại là 0163530982. Tới đây có đổi số thì là 0335305982. Thì mình đó. Những chú chim của chúng ta. T2. Đó. Những quy ước này của mình. Đó. T4. Rất là nhiều nửa tuổi. Thường thì cái giai đoạn từ 1 tháng rưỡi đến 3 tháng thì nó sẽ lửa cườm. Và các bạn có thể mua cái giai đoạn đấy cũng được, để nó sẽ phù hợp với túi tiền của các bạn, dành cho người mới chơi. Còn khi 5-6 tháng tuổi thì nó lại nhích hơn một chút. Và 1 năm tuổi cũng như 1 năm rưỡi 2 năm tuổi thì nó cứ nhích hơn. Bởi vì mình nuôi thêm thì mình sẽ tính thêm cái tiền công của mình. Đó. Chim rất là thuần đúng không ạ? Chim rất là thuần. Con này âm thổ cực luôn các bạn. Âm thổ cực luôn. Mình đánh dấu vào cái thắt cái dây bóng này. Đó. Thì thường là một số các bác cứ hay chùm áo lồng rồi ủ chim thật kỹ. Thường là khi có người đến mua chim thì mới mang ra để cho nó tức chim, nó thể hiện hết khả năng. Như riêng mình thì không, chim của mình thì ngược lại. Thường thì các bác mua theo cái thương hiệu thôi, các bạn dùng một vài lần các bạn quen, các bạn giới thiệu nhau các bạn dùng thôi, chứ tôi cũng không có nhiều thời gian, bởi vì cái số lượng tôi cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Nên là các bạn thường là công của tôi là tuyển chọn sàng lọc âm giọng giống má rất là chuẩn và đẻ ra rồi bón bộ nuôi gột từ nhỏ, mà bao giờ là đứng cầu thuần như thế này, giai đoạn nào ứng với tuổi nào, âm giọng nào ứng với giai đoạn nào, mình sẽ để đúng giá cho các bác. Chứ nếu mà mình làm theo kiểu có 1-2 con chim mà mình úm mình áo lồng rồi mình vệ sinh mình chăm sóc, nó không thể như là các bác được. Đó, cũng như chú chim này vậy thôi, đều có tem mác, đều có cái ký hiệu các bạn ạ. Thường là chim là cườm vừng, các bạn thấy không, đa phần là cườm vừng. Đây là những con chim mà mình có thấy nó có thể là nó đã gù, hoặc là nó có một cái gì đấy cần theo dõi. Có thể là có những con nó hơi chớm bệnh, mình cũng phải mang lên đây nhốt riêng để mình chữa, để tránh lây lan ra cái trang trại ở phía sau của mình. Và hiện bây giờ mình đang gây dựng ra 3 trang trại. Thế các bạn cứ yên tâm là cái số lượng chim cu mà cung ứng ra thị trường cho các bạn thì lúc nào mình cũng sẵn sàng. Đó. Bản thân mình yêu thích, mình đam mê, mình nuôi thì mình cũng hướng cho anh em, người thân, bạn bè cũng nuôi cùng mình.
mà thậm chí mình đầu tư cả lồng, cả chim giống cho các bác anh em nuôi như nuôi gà nuôi lợn, nhưng mà kinh tế hơn, ít rủi ro hơn và ít tốn kém hơn. Đó. Thì các bạn thấy là mình phải sử dụng cái khay này để vệ sinh liên tục để cho nó theo dõi được cái phân của con chim. Khi con phân, nhìn phân của con chim, chúng ta có thể biết được cái sức khỏe của con chim. Con chim nó có phân đẹp thì nó mới có thể lực tốt, sức khỏe tốt. Đó. Con này là con thổ bầu, mình rất quý con này, con thổ bầu hơi đôm đôm đầu. Đấy. Con này là con thổ pha, con thổ pha. Đó, thổ pha. Đó. Các bạn thấy là gì? Đây, hình ảnh của nó đây. Các bạn nhìn thấy là những chú chim của chúng ta đúng không? Khá là trườm, khá là đẹp. Đó. Lên cầu đi con. Lên, thế. Đấy. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây là giống chim, gần như là giống chim điển hình của thao chim cu gáy. Trang trại của mình thì ở cái địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, địa phận là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bác nào mà đi du lịch chuyên lên Ba Vì, lên Tản Đà, lên Khoang Xanh, Suối Tiên, lên Áo Vua thì gần khu đó. Đó, thì các bạn có thể là liên hệ cho mình. Đó. Ghé thăm trang trại của mình, mô hình của mình. Đây em này vậy à. Chim rất là bóng sáng, trường, đẹp đúng không ạ? Và đều có mã số cả. Đấy. Đây cũng thế thôi. Thì bên dưới đằng sau vườn là một trang trại. Đó. Bên kia là những con chim non, như một vài những đó. Thì những lúc nó gù như này thì mình sẽ biết được cái âm giọng và cái gáy đủ hay không, rồi cái thuộc tính của con chim ra làm sao. Có một vài em chim thả rông ra ngoài đường này. Thả rông vậy. Một vài em chim được nuôi, được phát triển. Đó. Đó. Đây là em này, là em Phượng Hoàng Đất, kêu như là chim chòe, yếm chân đỏ, mỏ đỏ, ngực đen, khá là ngộ nghĩnh. Đó. Trống rất là hăng. Đây là những chú chim
Đây là cái nhà lưới. Nếu mà chim nó có quên đóng cửa đồng nó ra đây thì nó vẫn ở trong cái nhà này các bạn nhé. Và rất nhiều những cái khuôn viên trang trại ở đằng sau. Ở đây thì thuộc núi hoang sơ lắm các bạn. Mình có thể không tiện đi đằng sau lắm, mình có thể giới thiệu qua địa phận mình. Đây là cái bờ bao thuộc trại đà điểu. Bên cạnh cái bờ bao này nó có thể là lên đến hàng nghìn con đà điểu bố mẹ được nhặt trứng và ấp tại đây để ra những chú con đà điểu mà mình vẫn bán cho các bạn và chuyển con giống đà điểu trên toàn quốc. Đây là thuộc duy nhất ở ngoài miền Bắc, nó là cái nôi để phát triển con đà điểu. Đó. Và cái cám đà điểu thì nó là cái nguồn thức ăn cho những chú chim của mình, có thể là nó sổng ra ở đây hoặc là nó lớn lên ở đây. Đó. Thì các bạn thấy là đây là cái trang trại đằng sau. Đó. Đằng sau là trang trại chim cu của mình. Rất là dài, các bạn nhìn thấy chưa? Dài tuốt hụt xuống dưới kia, mình có thể zoom lại cho một chút các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Bờ bao, căng lưới, dây thép và xa nữa là cái nhà. Cái nhà ở giữa vườn này, mình gác chim, trông chim, chống mất trộm. Mà ở trên này là các bạn thấy là gì? Mấy chục ha là hoang dã, đồi hoang. Đấy, các bạn có thể thấy là mình chia sẻ một chút về cái quê hương mà nơi mình đang ở. Đây đường cũng có cái từ ngoài đường chính vào là đường nhựa. Các bác lên mua chim đi ô tô là hết sức thoải mái. Nếu các bạn nào mà tin dùng thì các bạn có thể chuyển khoản cho mình hoặc là thanh toán cho cái văn phòng đại diện của mình ở bên xe Mỹ Đình. Chuyển khoản thì số tài khoản của mình có hai tài khoản ngân hàng thôi, ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng IDB, có đăng ở trên trang Facebook và trang mạng, trang web đầy đủ thông tin. Đấy, còn các bạn có thể gửi giao dịch với mình, đại diện của lái xe quen của các bạn giao dịch tại Mỹ Đình. Đấy, thì qua cái clip này thì mình muốn nhắn với các bạn là tới đây thì mùa đông nó cũng đến rồi, thì các bạn nên chủ động cho chim ăn, bồi dưỡng lên, ăn ngô vỡ, ăn vừng, ăn thêm những cái thức ăn mà nó nóng cơ thể lên để chống rét. Và chống, đặc biệt là các bạn cho uống phòng thêm cả cái bường, cái bệnh về đường hô hấp nữa, để nó giữ được cái giọng, tiếng gáy nó không bị lệch. Rồi mọi vấn đề các bạn gặp vấn đề về chữa bệnh hoặc là vấn đề gì chim, các bạn có thể điện cho mình là 0163 530 5982, 0989 177 982. Mình tên là Thao, rất hân hạnh được giao lưu với các bạn trên mọi miền tổ quốc. Và trong quá trình mua chim của mình, nuôi chim của mình, có bất kỳ vấn đề gì các bạn không lên nhắn tin, các bạn nên gọi điện thẳng cho mình để trao đổi trực tiếp. Chúng ta có thể thương lượng với nhau hoặc chúng ta có thể hướng dẫn cho nhau. Xin cảm ơn các bạn và xin dừng video tại đây. Các bạn thấy cái kênh của mình bổ ích thì các bạn đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay để tiếp tục đón nhận những video chia sẻ mới nhất của mình về những cái ban bệnh và những cái con chim hay mình đăng lên. Trong khi đó các bạn có thể là không phải đi, hoặc các bạn xem hình ảnh trực tiếp và các bạn có thể mua được những chú chim mà các bạn thích để thỏa đáng đam mê của các bạn. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo.